Trong thời buổi công nghệ phát triển liên tục thì các chuẩn Wi-Fi luôn được thay đổi sau vài năm. Một chuẩn Wi-Fi mới ra đời đồng nghĩa với việc là mạng không dây sẽ trở nên tốt hơn. Kèm theo đó là sự xuất hiện của một vài ký hiệu mới trên vỏ hộp của router hay là các thiết bị smartphone của người dùng. Tổ chức Wi-Fi Alliance thay vì tuân thủ kiểu đặt tên theo chuẩn 802.11 của IEEE thì đã đơn giản hóa chuẩn Wi-Fi mới với tên gọi là Wi-Fi 6. Vậy thì so với chuẩn Wi-Fi N và AC, Wi-Fi 6 có những điểm gì nổi bật? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay luôn nhé! Wi-Fi 6 là bản nâng cấp mới nhất cho mạng không dây dựa trên tiêu chuẩn 802.11ax, được ra mắt lần đầu vào ngày 16 tháng 9 năm 2019, với ưu điểm là tốc độ nhanh hơn, dung lượng lớn hơn cùng với hiệu năng được cải thiện hơn so với chuẩn 802.11ac hay còn được gọi là Wi-Fi 5. Nếu theo cách gọi cũ thì Wi-Fi 5 sẽ là 802.11ac và Wi-Fi 6 là 802.11ax. Tuy nhiên thì Wi-Fi Alliance nhận thấy rằng việc thay đổi những chữ cái phía sau sẽ chẳng mang lại cho người dùng nhiều thông tin về cái chuẩn không dây mới. Thậm chí là đối với một vài người dùng cơ bản, họ lại càng không phân biệt được 802.11ac khác gì so với 802.11n. Ông Edgar Figueroa, chủ tịch và CEO của Wi-Fi Alliance cho biết, trong gần 2 thập kỷ qua, người dùng Wi-Fi đã phải sắp xếp các quy ước đặt tên kỹ thuật để xác định xem các thiết bị của họ có hỗ trợ Wi-Fi mới nhất hay không. Wi-Fi Alliance vui mừng giới thiệu Wi-Fi 6 và trình bày kế hoạch đặt tên mới để giúp các ngành công nghiệp và người dùng Wi-Fi dễ dàng hiểu được thế hệ Wi-Fi mới được hỗ trợ bởi thiết bị hoặc kết nối của họ. Hệ thống đặt tên mới sẽ sử dụng song song với hệ thống hiện tại, nghĩa là các nhà sản xuất có thể ghi cả hai tiêu chuẩn đặt tên lên trên các sản phẩm của mình. Điều này sẽ giúp cho quá trình mua các thiết bị mới với kết nối tốt hơn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Về nguyên tắc thì chuẩn Wi-Fi mới sẽ cho tốc độ truyền tải không dây nhanh hơn. Theo lý thuyết thì Wi-Fi 6 cho tốc độ lên đến 10 Gbps trên giây và có thể đạt được 12 Gbps trên giây ở tần số phát sóng không dây cao nhất trong khoảng cách rất ngắn. Ngoài ra thì nó còn mang lại một vài cải tiến đáng chú ý khác. Thứ nhất, tần số vô tuyến tốt hơn và nhiều kênh hơn. Một trong những công nghệ trên Wi-Fi 6 là OFDMA, có nghĩa là phân chia tần số trực giao nhiều người truy cập. Hiện tại các router băng tần kép thông thường hoạt động ở tần số 2.4 GHz và 5 GHz, phân bổ theo bộ kênh với độ rộng 20 MHz. Các kênh 20 MHz này nhóm lại với nhau thành các block 160 MHz. Khi có nhiều thiết bị đang sử dụng cùng một kênh, trên cùng một tần số và trong một khu vực hạn chế thì sẽ xảy ra hiện tượng nghẽn mạng. Wi-Fi 6 thay đổi sự phân bổ của các kênh 20 MHz này thành 256 kênh phụ riêng lẻ dưới dạng các resource unit so với 64 kênh hiện tại. Mỗi kênh phụ riêng lẻ này có thể có đến 9 thiết bị giao tiếp cùng lúc hiệu quả, tương đương với 74 thiết bị trên mỗi block 160 MHz. Thứ hai, nâng cấp MUMIMO. Như bạn đã biết thì một vài thiết bị router mới thế hệ Wi-Fi 5 đã được trang bị MUMIMO giúp cung cấp luồng dữ liệu không đổi đến với nhiều người dùng. Trên Wi-Fi 6 thì việc cho phép MUMIMO đa hướng, có nghĩa là cả uplink lẫn downlink, sẽ giúp cho cái tính năng này có mặt trên hầu hết tất cả các thiết bị router mới. Thứ ba, tuổi thọ pin dài hơn. Chuẩn Wi-Fi 6 được trang bị công nghệ TWT, Target Wake Time, giúp cho thời gian sử dụng trên các thiết bị smartphone, laptop hoặc máy tính bảng được kéo dài hơn. Cụ thể, khi thiết bị của bạn đang kết nối Wi-Fi, nó có thể cho biết chính xác khi nào thì bạn nên cài đặt để Wi-Fi ngủ và khi nào cần đánh thức Wi-Fi để tiếp nhận đường truyền tiếp theo. Điều này cũng sẽ giúp cho các thiết bị IoT tiêu thụ ít điện năng hơn khi kết nối qua Wi-Fi. Một thay đổi lớn của Wi-Fi 6 đó là việc nâng cấp bộ điều chế 256QAM của Wi-Fi 5 hiện tại. Wi-Fi 6 tăng lên đến 1024QAM cho phép 8 luồng dữ liệu xử lý đồng thời. Hiện tại thì đang có rất là nhiều router Wi-Fi hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6, như là sản phẩm Totolink X5000R mình đang cầm ở đây. Sản phẩm này thì hiện tại đang được bán tại các kênh phân phối chính hãng của Totolink trên toàn quốc. Mình sẽ để đường link về sản phẩm ở bên dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể nhấn vào để mà xem thêm ha. Ok, và đó là những chia sẻ của mình về Wi-Fi 6 và hy vọng là các bạn cũng sẽ thích nó. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ, đồng thời nhấn nút đăng ký kênh cũng như nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi bên kênh Totolink Việt Nam mình ra video mới ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.